Cả nhà ơi cả nhà, nghĩ sao ăn cơm xong á cả nhà. Không biết Thảo á, nó bảo với anh Sen là bây giờ anh Sen ơi, để em lên em gội cái đầu xong rồi em xuống em phụ anh Sen rửa chén. Mà cả nhà anh Sen rửa gần hết đống chén rồi mà vẫn chưa thấy nó xuống cả nhà à. Có khi nào á là không biết, biết Thảo á nó lừa anh Sen không cả nhà ơi. Anh Sen tức ghê á, lớn như thế này mà con bé Thảo nó cứ bị con bé Thảo nó lừa nó chôn hoài à. Đáng lẽ nhiệm vụ rửa chén là của con gái chứ ai đâu mà anh Sen đi ngồi rửa từng cái vậy nè. Ha ha mọi người, cuối cùng anh Hắn cũng đã rửa chén cho mình. Mình nói với anh Hắn là mình lên đó mình rửa gõ đầu một chút, rửa chân rửa tay để anh, để mình lên đó mình lấy mình ngủ. Bây giờ mọi người thấy anh Hắn không? Anh Hắn đang rửa chén với mọi người. Giờ vụ thành công rồi. Giờ mình với bác sĩ lên đó để đi ngủ với mọi người. Đi không? Ok mọi người nha. Sau khi mà ăn cơm no xong, ăn khẩy sức sức 4 chén cơm, 50 con tôm thì mình cảm thấy chưa đủ lắm. Nhưng mà thôi như vậy cũng được. Giờ mình sẽ nằm ngủ thôi nha mọi người. Còn chén bếp thì cứ để anh Hà dưới đó anh Hắn lo à. Được rồi, tắt điện đi ngủ. Xuống ngủ. Bông qua đây bông ngủ. Đó, là mình nằm ở giữa như thế này. Phải bật quạt lên ngủ cho mát mình. Rồi. Xuống đây ngủ. Lên nhẹ Hắn xuống nha mọi người. Chỉ có việc ăn, việc uống, xong việc ngủ vậy thôi. Ok cả nhà. Anh Sen á thì ở dưới rửa chén mệt quá trời quá đất, còn không thắng bé Thảo đâu hết cả nhà. Đó, bây giờ anh Sen lên đây anh Sen kiếm nó thử coi có là anh Sen xử nó. Đây cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà thấy không? Chu chê. Chén bát ăn xong, nó bảo với anh Sen á là anh Sen ơi, đợi em xíu, em chạy lên đây, em rửa cái chân xong rồi em xuống em phụ anh Sen rửa chén. Vậy mà cả nhà, con nó phụ anh Sen rửa chén này cả nhà. Đó, rửa chén của nó đó. Nó lên đây ngủ rồi nha, nó đợi anh Sen rửa xong rồi nó xuống rồi kìa nha. Được lắm. Bây giờ á anh Sen nghĩ ra một cái trò. Đó, bây giờ chắc chắn con Thảo nó ngủ say rồi cả nhà, nó bật cái quạt ở đây mà. Đó. Khẽ con xu con bông rồi luôn. Bây giờ anh Sen có một cái trò này hay lắm. Đây đây đây. 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 Nha. Đây là cái son. Đó. Bây giờ anh Sen sẽ vô anh Sen dùng cái son này. Anh Sen vế lên mặt nó. Nhớ. Nó nghĩ sao mà nó ăn cơm xong cái nó kêu anh Sen là anh Sen đợi xuống, đợi xíu, nó xuống nó rửa chén với anh Sen. Đây. Son của em nó. Im lặng nghe chưa? Ngủ đi, im. Con Su nằm xuống. Rụ. Mẹ anh Sen sẽ dùng cây son này. Sẽ đến mặt nó. Cả nhà anh Sen về cho nó nhớ. Hay được. Cả nhà, bây giờ nha, bây giờ anh Sen có một cái cách như thế này. Bây giờ cả nhà thấy cái mặt bé Thảo không? Đây, nó như thế này nè cả nhà. Đó, cái tật á mà ngủ ở trên đây, đó để cho anh Sen ở dưới kia rửa chén thì bây giờ phải xứng đáng thôi. Nhưng mà bây giờ á bé Thảo nó ngủ dậy chắc chắn nó sẽ phát hiện ra cái mặt nó dậy, nó sẽ xuống, nó sẽ xách một cái cây, nó truy tìm hung thủ ai là người vẽ lên mặt của bé Thảo đó. Nên bây giờ anh Sen sẽ đem cái này xuống, anh Sen tặng cho chị Hiền, anh Sen sẽ tặng lại một món quà cho chị Hiền để chị Hiền, tại vì chị đánh so mà cả nhà. Đó đó rồi đó, xíu nữa là thế này xuống đâu chắc bị chị Hiền nó quấn rồi. Một mũi tên chúng hai đích cả nhà, vừa chừng chạy được bé Thảo mà vừa chừng chạy được chị Hiền luôn. Tại vì á bữa giờ hai đứa nó chôn anh Sen dữ quá đó cả nhà, có cái mặt nữa nè đó, thấy không? Được chưa? Ha ha ha.
cho nó ngủ đi. Rồi, bây giờ anh xin để đi xuống đây, anh xin đi xuống để anh xin tặng quà. Đúng là không uổng công dụ anh Hán để mình lên đây mình ngủ một giấc ngủ ngon. Nghe người ta thường nói ngủ dậy thì cái mặt mình xỉn như cúm đuốc. Ủa? Chết rồi, ai vẽ cái mặt mình đây đúng rồi. Chắc chắn là người trong nhà rồi. Sắp tới giờ đi học nữa, xuống hỏi mới được. Đây. Ok, thì đây nha các em fan ơi, yêu dấu của anh Sen ơi. Anh Sen đã xuống gặp chị Hiền rồi nè. Không phải anh Thảo nó ăn đồ, ăn mặc của em đúng không? Không phải. Hai bạn có biết hẹn cái chỗ giấu đồ ăn mặc của em đúng không? Không. Bữa đây nè. Bữa em quấn con xu rồi. Xu bao đây rồi? Đại Hiền. Sao xu đây anh, cái gì nè? Không, nghe nói nè, anh có một cái món quà muốn tặng cho Hiền. Đây, anh có một cái món quà muốn dành tặng cho Hiền. Đây là cây son mà anh xin đi nước ngoài anh mua, xin mua về để tặng cho chị Hiền. Từ nó thiết. Ông tin rồi. Nè, không tin. Anh tặng cho chị Hiền. Từ giờ trở đi chị Hiền sẽ là chủ nhân sở hữu của cái son này, được chưa? Mấy đại. Ok. Rồi. Bây giờ chị phải ra mọi người, chị Hiền cảm giác như là nè, là chị Hiền đang bị gai bẫy. Gai bẫy gì? Bây giờ nè. Dạ, muốn cái gì? Bây giờ chị Hiền muốn sở hữu cái son này không? Muốn. Rồi thì chị Hiền phải ký tên chị Hiền lên trên cây son này. Ghi đây, ghi đây, ký tên lên. Chị Hiền, ghi vô. Bông. Rồi đó. À, bông, bông có cái gì vậy? Bông gì, ghi vô. Đây. Đây cả nha, đó chị Hiền ký tên. Chính là cây son này sẽ thuộc quyền sở hữu của chị Hiền thôi. Nói chung là chúc mừng chị Hiền để sở hữu cái son này. Sao vậy? Rồi, tặng Hiền á. Rồi, thôi đi chơi đi. Rồi. Chị sẽ ra vậy. Cái gì vậy? Cái gì Thảo? Cái gì? Cái gì vậy? Ai vậy? Cái gì đây? Hú hút gì đi của em? Ủa đúng rồi, cả nhà ơi. Ai đem Thảo vậy? Cái mặt của Thảo đây cả nhà. Ủa sao đây đem Thảo vậy? Thảo cầm cái đó vô. Trời ơi, sao Thảo tự Thảo bị đến mặt Thảo vậy Thảo? Hả? Thảo ơi. Sao Thảo tự Thảo bị đến mặt Thảo vậy? Thảo ơi, Thảo biết cái đẹp mà. Chị thấy đẹp quá kìa nha. Thảo vừa nói Thảo bị mắt đẹp á. Cái son này của ai vậy chị? Thảo nhìn đi. Thảo cầm cái son, Thảo nhìn đi. Nó có cái chữ gì trên đây? Thảo nhìn đi, cái chữ gì? Chữ Hiền. Đúng rồi, cả nhà chữ Hiền mà đặt kêu của anh Sen. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Thảo vô đây, hãy ngồi xuống. Hai ngồi xuống. Tại sao hôm giờ hai có chôn em mới biết Thảo là mục đích gì? Cái gì vậy? Hai bị ai xúi dục mà hai có chôn hết người này đến người kia? Phải không số á? Bây giờ anh hỏi. Sáng là hai chôn đi Thảo 50 ngàn. Con bao cái nhìn mặt Thảo sợ. Bây giờ anh nói đi Thảo. Làm ba ai hay đâu vô. Bây giờ anh nói đi Thảo. Bây giờ nha. Lý do tại sao hai lớn rồi mà tại sao hai có chôn hết người này đến người kia? Hai muốn cái gì? Cái gì? Hai muốn cái gì? Thảo từ từ anh nói. Bây giờ chị giữ lại rồi Thảo bị lại. Bây giờ Thảo ơi. Thảo bị lại cho lên lấy cái son đâu? Cái son đâu? Cái son đâu? Thảo bị lại đi. Chị con chết rồi, mọi người yên tâm đi. Bị con phụ ông nữa. Cái gì rồi? Thảo muốn cái gì? Đó, Thảo bị đi, Thảo bị đi. Thôi cái son rồi, được rồi. Thảo bị chịu chôn lên đây. Chôn đi vô. Trời ơi. À, kệ đi ơi. Bây giờ hỏi Thảo đó Thảo. Bây giờ sao là Thảo không tin anh? Nói nhiều. Giờ nói cái gì? Bây giờ Thảo ơi. Tại sao Thảo không tin anh? Em mất hình nhân với anh rồi. Đúng rồi. Em có tin anh không? Không. Em tin anh xin không? Không có anh tin thầy đó. Tại sao em yêu con tên xin anh đây? Tự nhiên vậy, tự nhiên chị Thảo chị ngủ dậy. Chị bị ai quẹt sau lên mặt, bây giờ chị xuống chị đội rồi. Em nói đi, em có tin anh xin không? Không có anh tin anh xin hết á. Anh xin là gái vui hổn chứ, có chôn chị Hiền. Anh xin, anh xin mua. Chị em tình cảm gì chị Hiền mà biết Thảo, hai đừng có nói nữa. Hãy lên tiếng là ai kẹt tay. Anh xin vô tội, em tin anh đi. Không, chị, em đừng có tin. Chị Hiền quẹt lên người, lên mặt chị Thảo. Sao mà sao được không? Sao anh được không? Cái bây giờ Hiền nó tịnh tâm rồi, nó không có tin Thảo đâu. Cái bây giờ ai làm? Tự nhiên bây giờ anh hỏi này, cây son có tên của Hiền, tự nhiên Hiền đi kiếm được của anh. Nhưng mà ai tâm được cái này? Chị em ngồi trên kia, em thấy hết rồi. Em thấy hết rồi. Đúng rồi. Đó đấy, anh ghê này. Anh đi nước ngoài, anh mang cái son gì anh xong rồi anh cầm cái gì ký tên lên nữa. Tại em chôn hoài. Em xuống đó, em hỏi lên đem
Dạ thì ra là cái lúc mà anh Sen vỉa là mặt con người bị thẳng với thằng nó biết hết rồi, giờ nó ngủ với vợ bộ em đó. Ghê thiệt. Cái gì đây? Anh Sen á, bây giờ cả nhà anh Sen còn phải sáng tạo ra những màn chôn mà nó phải lên một cái level mới thì mới mong chôn được chị Hiền cùng với Bé Thảo. Chứ hiện tại chị Hiền và Bé Thảo là bậc thầy về chôn rồi thì em xem mà hay quay được những cái màn chôn như vậy. Ghê. Được rồi cả nhà. Chị sẽ quá yếu. Được rồi, lần tới anh Sen sẽ cố gắng tìm ra nhiều trò chôn hay hơn nữa cả nhà. Lần này á là anh Sen bị phát hiện rồi, tức ghê á. Ok, xin chào, gặp lại các fan ở những màn chôn tiếp theo.